Chào anh em ha. Mình bán vài món anh em ạ. Đồ là nhỏ nhỏ không à. Một số mấy món mới lấy là số mình soạn lại đồ nghề ở nhà mình bán bớt. Tiếp theo của ngày hôm nay là số 162. Mấy món dụng cụ gia đình chơi chơi nha, 100.000. Một cái kéo thủ công nữa nè. Nó có cm trên này nè. Nhà Nhật bãi nhưng cái điều này ở đây mà nó không có rỉ. Nó nằm ở ngoài chung với đồ nghề, nó tan lắm mà mình chỉ cần vuốt nhẹ nó ra nè, anh em về là đánh rửa sơ nữa là nó bóng lắm mà nhìn cũng sắc nét nha. Cái thủ công chắc vậy, thủ công mà nó hơi dài á. Đó, 162 gồm 3 món. Cái lưỡi nó dài 2 tấc nè, 2 tấc là tới đây nè, hai cán cắt thủ công đó. Chứ là một cây này như là cây lấy để nại hàu thì phải. Còn cái này một cái kính trong cái máy gì nè, để là làm cái lúc mà zoom mấy cái soi mấy cái linh kiện nhỏ nhỏ chơi. 162 là 100.000, đó gồm 3 món đó đó. Mình đang soạn dần ra để dọn dẹp cái chỗ làm việc luôn. Nói chung là thủ công cắt giấy thì ok mà nè. Nè. Dài kiểu này chỉ cắt giấy thôi nha, còn là cắt cái gì mỏng mỏng thì nó thiết kế dài mà chưa có qua chỉnh, chưa có qua tán gì lại ha, còn nguyên nó vậy thôi. 200.000. 163 1 90.000 luôn. 63 bán đại cái mũi vít 5 ly này nè. Đuôi này là đuôi 5 ly nha, chài cho mấy cái vít điện á. Tất cả là giá chưa bao gồm phí ship nha. Mũi VH2 3 buổi. Còn cái điếu này là điếu như 5 ly, 5 ly rưỡi gì này. Đo thử nhớ nó cái số nữa. Tại không có đánh lên cái số nó mờ mờ thì không thấy. Cái này đếp 7 ly. Sao 7 ly mà nhìn lỗ nó không nhỏ hơn. Cái này là đuôi 5 ly nha. Tất cả vít xịn hết. Hàng vải xịn anh em tìm nhiều khi không có đâu. Đó. 190.000. 164 một cái đồng hồ đo tốc độ 450 nè. Tốc độ này đơn giản lắm, khỏi cần gì hết đó. Cứ quấn cái này lên buri nè là nái à, người ta có hướng dẫn nè. Cái này nó mất sợi dây rồi mình lấy cái dây đồng hồ VOM mình làm dây cảm biến cho anh em nè, mình bán có 450 thôi. Cái này là 2 thì 4 thì nè ha, ABCD nè, nó có hướng dẫn này đó nè. Cái pin là hoạt động tới 20.000 giờ, người ta tiết kiệm dữ vậy. Mà đối với pin xịn nữa nha, pin ở đây mình mua cũng của Nhật luôn á, nhưng mà không biết có đủ có tiết kiệm giống vậy không. Đó, nó hiện lên nè. Nên việc cài đặt còn hoạt động bình thường. Chỉ cần cái quấn qua vài vòng á, xung điện đi qua đây là nó hiện vòng lên nè, tự tắt. Giá 450. Một 165 một cái dao rọc giấy. Cái dao này dao như dao ghép cặp có pha chứ, với mấy cái lưỡi rọc giấy nè của Nhật, hàng nội địa Nhật thôi, nhưng mà cái lưỡi này thì nó sản xuất Trung Quốc nhưng mà chữ Nhật thì nó bán thị trường Nhật. Nếu cái sắp lưỡi này không mình đi mua nó cũng tầm, nếu mà đúng anh em vô siêu thị Nhật mua này cũng tầm cũng gần 100 rồi đó, một bọc 10 lưỡi ha. Cái này là hàng bãi. Một cái dao mà cái lưỡi này còn ok nè. Ở đây như cái dao này cái nút nó không phải của nó lắm thì phải. Nút đồng nha, thân inox. Mấy người ta băng luôn, lưỡi à. Lưỡi này thì được không đẹp lắm rồi. Ở đầu nó có một cái khía ở đây xíu. Còn lại đẹp, nó cũng chưa xài, nó do bãi thôi. Còn cái lưỡi này như đẹp rồi mình quấn lại xài nó đứt. 100.000 nha. Cầm lên một lần vậy là mình giới thiệu 100. Cái lưỡi này cũng lâu lắm rồi. Chắc cũng còn ok đó nè.
dao này dao dao ghép của ốc ha nha. Đó, 165 thì giá 100. 166 một cái can lá cũng 100.000 luôn. Hàng bãi nè, có hiệu này nè. Hiệu này có hay có mấy cái chìa khóa đó. Ồ, nó nhiều size lắm. Mấy chục lá trong này nè. Cho mình ngâm dầu á, cũng còn được lắm. 0.03 mấy luôn. Từ dày tới mỏng có hết. 0.03 là 32 nè, đó số gì đó. Không. 166 100.000. Cái tiếp này cũng hơi đặc nha. Ở đây một cái tiếp 10 nè. Tiếp 10 này dạng vít, rồi muốn ấy mình đút cái đầu tiếp vô đây mình dặn luôn để mở mấy cái góc mà nó vướng cái này nó không phải lại mà nó xoay tròn luôn nha. Một cái nè. Hàng Nhật ta băng nè. Đặt chữ Mỹ luôn. US phát nè. À, kháng bằng gỗ. Ví dụ mình xài cái ở đây mình có cái điếu 13 gì nó mình bỏ vô. Đó, dặn góc hẹp một cái ha, tiếp 10 nè. Rồi mở mấy cái chỗ xe thay ga rồi ốc là nó dướng dướng á, rồi đút cho nhà dặn vậy nè. 10 nè. Cái này 14 nè, cũng vậy luôn nè. 14 này thì mình có cái điếu chỉ cần xài anh em gắn vô cái đầu cần 1/2 á, cái điếu này cái điếu mình chụp vô. Điếu 14 nè. Chụp vô đây mình dặn luôn. Đó. Ví dụ nó bị khuất có dặn không được. Mình đút cái điếu 14 này vô mình dặn. Đó, bao xoay luôn. Nó xoay tròn được. Cái này là cái 17 cũng vậy luôn, dặn xoay tròn luôn. Nó khớp nối lắc léo giống như đằng anh em nó xoay được. Nó léo được hai đầu luôn. Đó, như này. À, là tâm cái này cũng vậy, điếu 14 đút vô nè, chín ra ngoài cần 1/2 đút vô đây. Còn này nữa chứ, cái này cũng vậy vậy luôn. Cái này là 17 nó mỏng mỏng nè, để đút cái chỗ nó hơi giá là 200. Kèm cái điếu này điếu 3/8 9 ly. Bình thường mình mua một cái lắc léo cũng đã khoảng 100 mấy rồi ha. Cái này còn cái gì nó đi đồng bộ vậy đó. À, 167, 168 168 cái nào? 168 thì cũng bán cái bộ mở khóa này nè, như mở khóa đồng hồ hàng bãi, không thấy dập thương hiệu mà nhìn chắc chắn lắm nha anh em. Mở mấy cái nắp đồng hồ á, với lại cái vít này nó lực nó nhỏ nè, để anh em nào có ứng dụng siết mấy điện tử gì á, mấy vít nhỏ của đồng hồ thì mình gắn một cái đầu nhỏ, cái đầu giống như đầu kèm mũi khoan vô đây được nè, để mình dặn nha. À, giá là 200. Mấy cái này hàng độc mà mình review sơ, thật là anh em nào có nhu cầu cần anh em mua thôi, không chứ mình kiếm thì cũng khó. Mấy cái này cũng vậy, lâu lâu mình mua mình chỉ cần xài một vài lần, một vài việc là đã lấy vốn cái đó rồi. 68 169 169 là cái cặp cò cũng quay thái 110. Thế là trước mình chơi hôm nay sao mình lục ra được, nói chung mà để lâu nó cũng hơi chưa xét xài được, anh em về ngâm dầu liền nha, tại mình bỏ hơi lâu. Cái đầu ấp chỉnh cò cũng còn được nè, tương đối ha. Cái đầu này mổ vô cây cò nè,
áo blog jean luôn nha. Cò này là cây cây trên có dấu này là như là vô chó xả nè, là cây xăng nè, còn cây lửa nè. Cái mặt làm việc nó là từ đây tới đây nha anh em, có cái dấu là từ đây nè, đến đây nè. Còn ngoài đầu này không làm việc, anh em thấy bóng không, nó có ngắn nè, xíu nhưng mà rờ vô chưa thấy nha, chưa thấy dấu, không thấy dấu đó, tại mình để lâu nó hơi đen xíu còn đó, chưa có mài dữ gì nha anh em. Nào không biết phải quay cho 10 mình quay cái số cho nè, tại đây lạc cũng hơi lâu rồi đó. Cái này còn xăng nè, còn xăng thì cái phần tiếp xúc nó ở đây, còn con chó xả nó ăn bên đây. Chỉ bóng thôi, có một cái gờ nhẹ nếu nó chạy mà quay nó chạy cũng có mấy chục ngàn cây số rồi, nó phải vậy. Trăm hai trăm bảy mươi thấy cái này mình bán 100 ngàn. Một cái tiếp xài cho máy vít, máy bán vít nè, máy bán vít là 6 ly 3 đó, tiếp 12 nha, để mình chọt mấy cái chỗ mà nó khuất khuất mà nó nằm sâu trong á, dài lắm, dài 2 tấc nè. Một cái mấy cái đầu lục giác mở góc hẹp, nói chung rột rẹt được, nhưng mà mình bán chú ý mấy cái mũi, cái thân này nó bị cán dẹp rồi. Nhưng mà cái chức năng thì xài vẫn được nha anh em. Một mớ đầu vít trong này luôn nè, trong này nó nhiều đầu lắm, chung tầm từ 3 cho tới 6 anh em ơi, không có lớn hơn nha. 3, 4, 6 gì đó, khoảng đó đổ lại. Cây này là cây của Mỹ nè, cây 8 ly, để mở mấy cái góc mà nó dướng dướng, anh em thấy cái đầu nó tròn tròn đó. Bộ này là bộ đầu tròn đó nè đó. Số 170 giá 100 ngàn. Rồi, 171 bán 3 cái chìa khóa tự động, 170 chắc hơn người ta bán một cái thôi là mình soạn lại được trong cái lô đồ cũ của mình đó. Cái này là chìa hít của Nhật, còn có 7 nè, cũng hơi hiếm nè, 7-8 nè, rột rẹt nha anh em. Mình mới bảo dưỡng ngâm dầu đó, tại mình bỏ ở ngoài á, lâu quá nó đóng bụi, không có thời gian, không có làm. Bây giờ gần như hết, không có thời gian để chơi, cái dạng chơi mà dập khóa xe hay gì nữa. Đi xe điện, giờ mình chỉ có thay sơn trong dĩa, với thay bạc đạn là cùng lắm rồi, không có máy móc gì để rã hết trơn. Mà chạy 50.000 cái số rồi đó, nó mạnh như lúc mới mua. 50.000 cây số mà tính theo đi chiếc tay ga thắt là mình lấy thu là được nửa tiền chiếc xe đấy nha. Tính bình 50.000 cây số khoảng đi chừng tháng nữa, tháng mấy nữa 50.000 cây số, thì anh em tính 50.000 cây số mà nếu mà đi xe nó mạnh, chứ nó mạnh cỡ SH thì nó khoảng ba mấy 40 cây một lít. Mà chạy 50.000 cây số mình cứ tính tiền xăng nhiều rồi, chưa kể nhớt nữa. Mình đi mấy xe mà xe máy trước mình cũng thích chơi nhớt xịn xịn lắm, 200-300 ngàn lo lần thay thì cũng nhiều quá, thì chưa kể thay lọc gió 8 ngàn, đi thành phố này cũng dơ 8 ngàn, 10 ngàn thay cái lọc gió đó, 2.500 cây thay lần nhớt. Còn bố nồi thì chắc khoảng 20.000 cây phải vệ sinh. Mình xe tay ga mình đi mình ít tháo bậy đó. Nói chung ai làm nồi làm cứ để nồi zin hãng mình chạy rồi. Tầm đó chưa kể tiền này tiền kia bảo dưỡng rồi, cái trong vòng 40-50 cây, 50.000 cây thì cái máy nó cũng gọi là xuống được hết, gần như là cái máy đó 10 vậy đi, 10 phần thì nó xài được hết 4 phần rồi nè. Một trung bình một cái động cơ phân khối nhỏ mình một máy á, tua nó hơi cao, nếu mình chạy gấp thì nó khoảng 100.000 cây là như là
là bắt đầu bàn piston nó có dấu hiệu hở rồi. Cái đó là mình bảo dưỡng nhớt kỹ nha. Còn mấy cái dòng như là quay 125 phiêu chờ neo hồi xưa thì nó đi 100 mấy ngàn, thì bản piston nó cũng bắt cũng có xuống thôi, nhưng mà cái xe hồi xưa thì mấy dòng nó xe số đó, nó sẽ bền hơn. Còn tay ga thì nó phải phần nồi nó là khô nhanh hư rồi. Dòng lại nó này 8, cái này là 8 nè, 8 10 nè. Ở đây thì con cái 10 nó này để đút vô mấy cái chỗ sâu sâu á, 10 12, cái đầu này để dặn nhanh nè, 12 luôn. Nói chung có những món mình bán nhanh, có những món thì cũng còn làm đó nha anh em, cứ nhắn là còn thì mình lấy, còn có khách lấy rồi thì thôi, còn hoặc là mình cứ ra mình tắt cái YouTube mình đi ra mình bấm vô lại thì mình hay cập nhật trước tiêu đề đó. Còn trường hợp nó mới lên nó nhanh quá thì anh em lấy nhanh quá mình chưa kịp cập nhật tiêu đề. Một bộ vít phải này phải bạc xe không ta, mình coi lại nha. Cái hiệu này Nhật cũng khá hiếm anh em ạ. Hiệu Nhật nè. Đó, mình xem là mình cứ tưởng phải xem nó làm đẹp á. Có đóng số trên này nè. Có rọc rèn nè. Đảo chiều rồi ta. Ở đây. Vít nè, rồi dặn được điếu 1/4 nữa. Ở đây thì mấy cây vàng vàng này, xanh vàng xanh vàng này là của nó nè, có rớt 1 2 cây mình đút vô cái đầu này. Cái này lâu lâu mình mở mấy chỗ dướng sướng lắm, có những cái mình đút vít vô đâu được đâu. Mũi dẹp, mũi ba ke gì có hết, lục giác thì có 2 3 5 6 à, rớt mất cây 4 rồi. Tìm được cây 4 ngắn rồi. Này giá 200. Phần nhôm đồ rất là đẹp và rất là mở góc, những cái góc rất là hẹp, hàng cũng hiếm. Những cái loại kia anh em thấy chứ, cái loại này gì thì đó giờ mình mua được có một bộ nhất thôi, mình cũng xu tầm trong cái thùng đồ nghề á, giờ mới mới bán á. Nhập hả thứ này những cái hàng này nó nhiều khi nó xài chiên cho hàng trong nội địa, nó không cần cái đóng, nó không có đóng mét in gì đâu nè, nó ghi chữ thôi đó, cho nên anh em biết chú ý vậy, chứ không phải là hàng xuất đi ha. Này siêu hiếm, 172 173 173, cái tông đơ này không biết hớt tóc hớt râu vậy nên biết sệt này đi. Panasonic 2403 bán 250. Con này cũng dễ xài lắm, nó xài pin tiểu nè, anh em nào có xài máy chụp hình rồi xài pin tiểu nhỏ nhất á. Hay nhỏ nhất mình đút đây xài. Đó có ron chống nước nè. Các mình tha cho muốn mở bồi. Silicon vô cái ron này rút cho nó nhẹ. Này nó xài pin Maxell made in Japan luôn. Đó nhẹ nhàng. Lưỡi còn đẹp chạy em ru, tại vì nó có cái cử này, nó không hư lưỡi. Đẹp lắm nha, mình không hoàn toàn chưa lau, chưa vệ sinh gì luôn, có cái cử này nè. Mình muốn cắt nhiều thì mình kéo lên nhiêu, 3, 6, 9, 15 thưa rồi nè không. Giờ nè, xích vô nè, sát trong nè. Em ru luôn, 173 giá 250. Panasonic đời mới, hàng xài ở Nhật, nó có chữ Nhật, nhưng mà sản xuất ở đâu thì nó ghi đó, sản xuất ở Trung Quốc, đa số mấy dòng đời mới sản xuất ở Trung Quốc, 250.
Ở anh em mua cái tông đưa ở Việt Nam đây gì? Rồi từ của cây này cây 4 chức năng anh em ơi. Cây 131, TD 131, TB 131, 141 á, loại mà 4 chức năng nó bự bự á, cũng còn đẹp. Nó có mạnh không? Mạnh. Cái này lục toàn kho không à, hít trên cái kệ này nè. Hít trên cái kệ dọn dẹp đồ mới thấy nè, hít trên đó mấy năm rồi. Ok. Cái miếng soi từ này nè, từ còn phân cực nó đi đường thẳng nè, không có một cái đường thẳng nè. Đường thẳng chú ý đây nè, 500 đây nè. 500 đây nè. Nó vô cực nè. Cái bột này nó chạy tùm lum. Đó. À, cái cực trên này nữa. Nè nó có kéo đi, nó là 1 nè, 2 nè, 3 nè, cái này không biết rồi. Cái này anh em nào sửa làm máy anh em hiểu nha. Sao biết cái mình đang dò cái gì. Ở đây là cái dòng từ để nó quét cảm biến horn. Cảm biến hôn trên động cơ này nó này mình khéo khéo rồi cái ba giới thành bốn cực rồi nè. Đó, nó mà mất cực là nó không có chạy đâu nha anh em. Bốn cực cái bột ba giới nó giống như nó bốn cực rồi ha. Mà mình giờ không có mạch, mình chỉ test vậy thôi. Đó. Mấy cái này mình cần mình mua thì nó mắc lắm. Cái tự đây nó cũng như mới nè. Tới 1,3 rồi, 1,4 đi. Nhiều khi mình mua cái máy về nó bể từ, hoặc là nó nóng quá, nó mất từ tính, nó cũng đâu có chạy. Mình cặp cái này mình lấy thôi. Khoảng 300k. Thì mấy này nhiều khi anh em cần đi mua mới, cái đời mẫu này nó không có, mà nó có nó cũng 500 mấy 600 thì mua về nó cũng gần như mới. Cái bạc rạng sau này nó hơi không y bằng cái từ bữa trước, còn cái này nó bắt vô cái đầu rồi. Còn đạn này tay mười mấy 20 ngàn thì mình bớt. Hai trăm tám đây nè. Dán đây đi ha, cho nó khỏi dính keo nữa. Ngày bữa rảnh soạn tiếp anh em bán hết, chừa lại đúng một thùng đồ nghề mình xài thôi. Cái thùng của mình nó cũng hơi bị nặng, sách không nổi luôn á, để soạn ra bớt. Đúng một thùng xài đó. Cái này vui mà hết cái chỗ này lại có nhiều cái đồ điện tử mình á. Tinh thần nghiên cứu hay mua nhiều lắm, mình để nó không có thời gian làm nhiều món, mua về cả năm chưa đụng tới. Chủ yếu không ngắm thôi. Chứ đi làm kiếm cơm ngày chạy rồi đó đâu có thời gian đâu mà mấy cái này, nhưng mà nó thích mê thì vẫn mua.